anh em, hôm nay sáng người ta đang hai anh em đang thay cái ti cốp sau của su cóc các bạn nhá. Cái này thay rất là dễ thôi, anh em chỉ việc chuẩn bị cái ca lê 12 và một cái tô vít thôi. Đấy các bạn nhìn này, đây các bạn chỉ việc lấy tô vít các bạn xoáy vào đây thôi. Đây là ra. Đấy, con này chỉ cần một cái ca lê 12 các bạn nhá và một cái tô vít. Đấy, đây cái ti này các bạn này, ti cốp này. Đấy, thế là xong luôn. Đó các bạn thấy không? Đây là ti cốp này, rất là đơn giản luôn. Cái này thì các bạn sẽ cầm cái ca lê 12 xoáy con ốc trên này ra trước, sau đó các bạn xoáy con ốc này. Dạy review luôn. Anh xoáy con này đi anh. Cái này nó dài quá thì không đóng được. Không, đưa vào trong mà, trong thùng mà anh. Trong mà thùng thoải mái anh xoáy đi. Trong thùng thoải mái luôn. Con dưới của anh bị mất hay sao, bị trờn đấy. Bên trong thùng anh ạ, anh cứ xoáy thoải mái luôn. Đấy, bạn thấy không, rất đơn giản. Mỗi cái tô tê vít thôi, cả một cái ca lê 12 là anh em đã thay xong cái đôi chuột. Sau khi thay xong thì anh em có một cái lưu ý là các bạn đóng cân ở giữa giúp mình nhá. Đấy, thế là xong, rất là đơn giản luôn. Có mỗi cái ca lê 12 thôi các bạn ạ, cả một cái tô vít bốn cạnh. Đấy, ok chưa các bạn. Rồi, anh trai đóng nhá, anh trai đóng cân ở giữa cho em phát này. Đấy, đó các bạn thấy không. Đấy, ngon luôn. Đó, ok. Các bạn nhớ là đóng cân ở giữa các bạn nhá, đừng kéo một bên. Các bạn kéo một bên nó sẽ bị chéo thụt là hay hỏng. Các bạn nhớ là đóng cân một giữa. Đấy, nhà xong luôn. Rất là ngon. Đấy, Suzuki Cup. Còn mình bán hàng hay gọi là Suzuki Cup, còn không biết các bạn gọi là gì thì các bạn không biết nhá. Mình bán hàng mình hay gọi là Suzuki. 250.000 một đôi thôi anh em nhá. Hàng đẹp luôn. Anh trai nhận cả gần đây à? Vâng. Con này thay suốt mà. Vâng. Đèn gió các kiểu. Trả lại anh. Rồi, em cảm ơn anh. Đấy, 250.000 đôi anh em nhá. Với anh em ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978 này. Đây hai số điện thoại này. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Em gửi cho. Thank you anh nhá. Thank you anh, thằng em ra. Anh em nhớ vào đúng cái phụ tùng Nhật Đức giúp mình nhá. Có cái biển bằng QT đây các bạn ơi.